Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Tạp chí Cái Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mới đây thì trên công cụ chấm điểm AnTuTu đã xác nhận tên mã của Black Shark 2 Pro là Black Shark DLTA0, giống như kết quả Geekbench được tiết lộ. Tại đây thì mẫu smartphone chuyên chơi game tiếp theo của Xiaomi đạt tới 405.598 điểm AnTuTu benchmark, cao hơn 30.000 điểm so với Black Shark 2. Đóng góp phần lớn trong số điểm tăng lên đó là nhờ hiệu năng của GPU tăng tới 15%, một chi tiết tuyệt vời cho các game thủ. Ngoài ra thì hình dò dỉ còn cho thấy thêm những chiếc gaming phone sắp ra mắt của Xiaomi sẽ được trang bị màn hình độ phân giải là 2340x1080 pixel với dung lượng RAM khủng là 12GB, bộ nhớ trong là 256GB và hoạt động trên hệ điều hành Android 9 Pie mới nhất. Chưa hết thì theo các nguồn tin trước đây thì mặt sau của Black Shark 2 Pro sẽ được thiết kế lại để phù hợp hơn trong quá trình chơi game, trong khi mặt trước cũng có thể được làm mới. Ngoài ra thì nhiều người cũng đang kỳ vọng màn hình của chiếc smartphone chuyên chơi game này sẽ có tốc độ làm tươi cao hơn, có thể là 120Hz để có thể cạnh tranh song phẳng với chiếc Acer ROG Phone 2 vừa mới ra mắt cách đây không lâu. Và ngày hôm nay thì Huawei đã chính thức ra mắt thiết bị tiếp theo của mình với tên gọi là Nova 5i Pro tại Trung Quốc. Dự kiến thì thiết bị này sẽ có tên gọi là Mate 30 Lite khi được phân phối trên thị trường quốc tế. Nova 5i Pro được trang bị màn hình đục lỗ với kích thước là 6,26 inch và độ phân giải là Full HD+, 2340x1080 pixel và sử dụng tỷ lệ khung hình là 19,5:9. Về phần cứng thì chip Kirin 810 sản xuất trên tiến trình 7 nanomet đảm bảo cho Nova 5i Pro cả về sức mạnh xử lý lẫn các tác vụ AI. Kết hợp với 6GB RAM hoặc là 8GB RAM, mẫu smartphone này có thể chạy hầu hết tất cả các ứng dụng và các game phổ biến hiện tại. Và người dùng sẽ có hai tùy chọn ROM là 128 và 256 tương ứng với bộ nhớ RAM. Hệ thống 4 camera sau hình vuông chất lượng bao gồm một cảm biến chính 48MP, khẩu độ là f1.8 sử dụng cảm biến Sony IMX586, một camera góc rộng với độ phân giải là 8MP, một camera 20MP để hỗ trợ chụp super macro và một camera 20MP hỗ trợ đo độ sâu. Trong khi đó thì camera selfie của máy sẽ có độ phân giải là 32MP với khẩu độ là f2.0. Và Nova 5i Pro được trang bị pin là 4.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W qua cổng USB Type-C. Các tính năng khác sẽ bao gồm hỗ trợ 4G Voice LTE. Máy sẽ có 3 màu là đen, xanh ngọc và tím và bản 6GB RAM 128GB ROM của Nova 5i Pro sẽ được bán ra với mức giá là $319, tức là khoảng 7,4 triệu đồng. Với 8GB RAM và 128GB ROM thì sẽ có giá là $363, tức là khoảng 8,4 triệu đồng. Và với phiên bản cao cấp là 8GB RAM và 256GB ROM thì sẽ có giá là $406, tức là khoảng 9,4 triệu đồng. Mới đây thì Motorola cũng vừa công bố chiếc điện thoại thông minh giá rẻ mới nhất của mình có tên là Moto E6. Chiếc điện thoại này có màn hình 5,5 inch tương đối tốt và lớp phủ nano vitride chống nước, điều mà thường có trên những mẫu smartphone trước đó của hãng. Máy được trang bị con chip Snapdragon 435 SoC với GPU Adreno 505 và RAM 2GB cùng dung lượng lưu trữ là 16GB RAM, có khe gắm thẻ nhớ microSD. Tuy nhiên thì màn hình LCD 5,5 inch sẽ có độ phân giải thấp, khoảng 720x1440 pixel và Moto E6 sở hữu camera sau là 13MP với khẩu độ là f2.0 và PTAF. Camera trước có độ phân giải là 5MP và ống kính f2.0. Điện thoại Moto E6 có pin dung lượng là 4.000 mAh và Android 9 Pie. Điều thú vị là phiên bản tiền nhiệm của Moto E5 lại có pin lớn hơn đáng kể so với 4.000 mAh. Hiện tại thì Moto E6 được tung ra thị trường với mức giá là $150, tức là khoảng 3,5 triệu đồng và sẽ được bán ra từ ngay trên Verizon, T-Mobile, Metro, Boost Mobile, US.Cellular, Consumer Cellular và Xfinity Mobile. Riêng phiên bản mở khóa cũng được bán thông qua các trang bán lẻ như là Amazon, Best Buy, B&S Photo và Walmart.